Hi, xin chào các bạn. Mình là Thân Nguyễn. Trong video hôm nay thì Thân Nguyễn sẽ review cho các bạn cái đàn Mantin ES06C. Đấy. Đầu tiên thì mình sẽ nhìn tổng quan về cái đàn này. Đấy. Cái đàn Mantin này thì làm rất là khá là đặc biệt. Các bạn có thể nhìn thấy về cấu hình của nó thì mặt sẽ là mặt Rosenwood, màu hơi vàng vàng, rất là đẹp, cổ điển. Lưng hông sẽ là gỗ cẩm và màu sẽ là màu hơi sọc đen. Rồi về phía cần thì làm rất là chuẩn, bấm rất là thích. Phía trên cần này sẽ là một cái khóa vàng và dập nổi chữ của nhà sản xuất là Mantin. Đây, đầu cần các bạn thì quan sát. Đấy. Về phía bên trong của thùng đàn, ở cái phần này điều đặc biệt ở đây là cái phần cuông chui đàn này thì sẽ làm hơi chữ S một tí. Đấy. Rất là đặc biệt, nhìn rất là đẹp. Bên trong sẽ là một cái tem của nhà sản xuất cũng như là một cái má vạch được bắn tia laser ở đầu cần đàn đấy. Rồi. Tiếp theo mình sẽ test thử âm thanh nhé. Về test thử âm thanh thì mình sử dụng điện thoại iPhone X quay và thu trực tiếp luôn, cho nên là cho âm thanh ra bằng điện thoại và trung thực nhất, không qua chỉnh sửa các bạn nhé.
5 tích AES 06C xin dừng ở đây. Cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video review tiếp theo. Xin chào.